Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì có thể bấm lại ngay phần nút chuông và nút đăng ký bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và khác đang chờ các bạn ở phía sau nhé. Trước đây thì với mình thì việc mà sở hữu một chiếc đồng hồ mà chúng ta sẽ có chất lượng ổn định như là thị trường Nhật Bản là một điều tưởng chừng hơi bị khó khả thi, bởi vì lúc đó mình chưa hề có bất cứ gọi là kinh nghiệm nào hay là tiếp xúc nhiều với đồng hồ chính hãng cả. Và nếu mà xét về mặt tài chính thì lúc đó mình cũng hơi e dè để đầu tư một chiếc đồng hồ như vậy. Thì ở thời điểm đó thì trong đầu mình luôn cứ nghĩ là những hãng đồng hồ như là Casio nè, Citizen hay là Seiko là một trong những hãng đồng hồ mà khi mua được có thể gọi là thành tựu lớn luôn. Và những đồng hồ đó theo mình nghĩ lúc đó thì nó khá là đắt tiền, nó cũng bắt trẻo hết chứ nhở. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực đồng hồ này, bắt đầu xem nhiều hơn, bắt đầu tìm hiểu thông tin các hãng nhiều hơn, thì mình mới phát hiện ra bên cạnh những cái chiếc đồng hồ mà đắt tiền đó, nó vẫn còn một số phiên bản đồng hồ thuộc dạng là giá mềm, dễ dàng tiếp cận nữa. Và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những ai mà đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ khởi đầu giống như mình lúc trước, nhưng mà mức giá nó phải mềm. Và để rút ngắn thời gian lại thì mình sẽ review cho các bạn một chiếc đồng hồ Casio, và mức giá của chiếc này sẽ dưới 4 triệu. Và mình nghĩ đây sẽ là một chiếc đồng hồ đáng để chúng ta tham khảo trong tầm giá mà các bạn mới mua chiếc đồng hồ đầu tiên nhé. Rồi, đầu tiên thì về tên mã của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có mã là Season BI5051 và mã của nó là 51A. Và giá bán cụ thể chính xác của nó sẽ rơi vào khoảng là 3.700.000. Sở dĩ thì mình lựa chọn chiếc đồng hồ này bởi vì các bạn thấy không, thiết kế bên ngoài của chiếc đồng hồ này nó sẽ có một ngoại hình nào đó mang cái nét là trẻ trung, thể thao, nhưng nó vẫn tinh giữ được cái nét gọi là sự đơn giản, sự thanh lịch. Chính vì những yếu tố mà mình vừa nêu ra thì nó sẽ giúp các bạn dễ dàng phối hợp cùng nhiều bộ trang phục khác nhau hàng ngày. Các bạn có thể mặc những bộ đồ mà chúng ta đi du lịch nè, đi chơi nè, hay là đi làm, đi picnic ngoài trời chẳng hạn, thì chiếc đồng hồ này đều hợp. Về thông tin chi tiết của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó rơi vào khoảng là 39mm, và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này sẽ rơi vào khoảng là 10mm. Mình sẽ ướm thử trên cổ tay 17.5 của mình để các bạn có một cái nhìn chung. Đấy, tương đối là vừa vặn, đặc biệt là cái phần dây này nè, được thiết kế khá là ôm tay của mình. Mình đeo vào, mình là một người trẻ cho nên mình cảm thấy chiếc đồng hồ này cũng khá phù hợp với mình. Như bạn cũng thấy thì vỏ và dây của chiếc đồng hồ này đều làm hoàn toàn bằng chất liệu là thép không rỉ. Tuy nhiên thì bộ dây này thì mình đánh giá nó hơi nhẹ một xíu, và khi mình gặp những cái phần mắt đầu dây nè, mình phát hiện là đây là những cái phần mà kim loại họ cuộn lại với nhau thôi chứ không phải là thép đặc. Phần vỏ thì vẫn là thép, và phía trên này các bạn sẽ có một cái viền bezel. Cái viền này thì nó sẽ có cái dạng là sơn đen mờ, và nó sẽ chia những số của chúng ta đây. Và cái viền này các bạn lưu ý nha, nó không có xoay được, đây là một cái viền cố định. Ở phía cạnh phải thì các bạn chỉ có một cái tia chỉnh giờ duy nhất được làm sáng bóng, không có bất kỳ cái thông tin logo gì ở đây. Đó, bảng dây cũng đơn giản thôi, thì các bạn sẽ có những cái phần đánh đề mi ở giữa các mắt nối để tạo điểm nhấn cho bộ dây. Bảng khóa thì gặp lại đơn giản, bấm để mở ra. Mặt sau chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có một nắp thép không rỉ được làm ở dạng là hoàn thiện đường tròn đồng tâm nè, và nó sẽ được đóng vào cái phần case máy này ở dạng là xoáy đường đen ốc. Rồi, mặt trước chiếc đồng hồ này thì do đây là một trong những phiên bản gọi là giá rẻ mà, 3.700.000 mà, cho nên nó sẽ sở hữu là tấm kính khoáng, chứ bạn không thể nào mà có tấm kính sapphire được. Và mức độ chống nước của chiếc đồng hồ này cũng là một thông số mà mình cảm thấy rất là ấn tượng, nó chống nước được ở khoảng là 100 mét nước luôn. Thực sự thì nếu mà ở trên chiếc đồng hồ tầm giá dưới 4 triệu á, cái khoảng mà chống nước 100m á, có phải gọi là cũng có, nhưng mà nó rất là ít. Đa phần nó sẽ rơi vào 50m nước nè, hay là 30m nước, chứ không có cái dạng 100m nước giống chiếc đồng hồ này. Nói kỹ hơn về phần mặt số của chiếc đồng hồ này thì như các bạn cũng thấy rõ thì nó nãy sẽ có một cái tông nền trắng là chủ đạo. Tuy nhiên thì cái tông nền trắng này mình nhìn kỹ á, thì nó sẽ có cái họa tiết dạng là phun cát, nó sẽ mờ cái màn mắt tay trắng. Đó, cọc giờ cũng khá là đơn giản, các bạn sẽ có những cọc giờ giống như hình những cái răng nanh ở đây, và sẽ là kim luôn dạ quang. Ở vị trí 12 giờ và 6 giờ sẽ là hai con số Arab, nhìn cũng khá là gọn gàng. Kim giờ, kim phúc trên chiếc đồng hồ này thì sẽ có kiểu thiết kế là hình kiếm, và tất cả những chi tiết gọi là bao quanh những chi tiết như là phần giờ nè, kim nè, đều được sơn một cái tông màu đen.
Cái tông màu này nó sẽ làm cho cái trực quan nó tốt hơn, nó sẽ nổi bật hơn trên mặt số. Nếu mà các bạn thấy những chiếc đồng hồ như là ánh kim loại, ánh bạc đi á, thì đôi khi nó sẽ gây chúng ta khó khăn trong quá trình nhìn. Thì chiếc đồng hồ này nó là sơn đen luôn, nhìn vào là thấy ngay bây giờ là mấy giờ. Ở vị trí 3 giờ thì các bạn sẽ có một ô cửa sổ để xem hôm nay là ngày bao nhiêu, và những thông tin trên mặt số cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ có dòng chữ season nè, my watch và water resistant 100 mét nước. Ok, vậy thì với tầm giá 3.7 triệu thì liệu các bạn có muốn đầu tư về chiếc đồng hồ này không, và lên chi tiết sản phẩm hay là những chiếc sản phẩm nó sẽ tương tự thế này thì mình sẽ đính kèm phía dưới miêu tả video. Còn nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm một nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những video mới nhé. Rồi bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.